rồi, đã chào nay, đã chào tất cả mọi người nha. Lâu rồi đã không có lên video, hôm nay đi đi vòng gặp được cái bãi này mới mở nè. Nên nữa mình đã nói địa chỉ cụ thể cho mọi người nha. Đây có con cắt tỉa Magu nè. À, chơi được không? Đua luôn. Bô được mới ha. Hợp nhông nè. Nhiều lắm, cái bãi này nhiều lắm, đồ mới không mọi người. Quá. Máy cắt bàn cầm tay mình nén mình quay cho mọi người coi nha. Mọi người mua lại mua nha, mình không có thợ thầy nên đừng có ai mà chặt chém mình nha. Trời, mấy bào nữa nè. Trăm hoài ngàn con quá, tùy theo con. Ây da, mẹ dọ luôn à, khổ quá mà. Nhiều lắm. Cái này là chiên máy cắt nha, cầm tay vàng, máy bào, máy đục, máy phan, ném tôi nhóc chơi nha mọi người. Ở đây thì mình mới qua hỏi ông chú thì ông chú cho mình quay nha, mình hết biết. Còn cái mấy cái máy cắt cầm tay máy bãi là 1 ký 60 ngàn nha, bán ký, chú bán ký. Có máy phát nữa nè, phát limo nè. Nén địa chỉ là nằm ở quốc lộ 1, khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, phố Cần Thơ, gần đường hướng cầu lên Thơ nha mọi người. Đó, cái bản á. Dạ rồi để con quay cái bản luôn. Đây. À, mình đã ăn Thơ hết biết lâu, mình quay biết nhiều bãi, hôm nay cũng được chú cho quay đó. Nhiều lắm, mọi người lại mua ủng hộ chú nghe để mình quay cái bảng nha. Minh Hùng dây điện rồi nữa nè, có mấy cuộn dây điện. Đây là đây là chú bán đồ rẻ nha mọi người, rồi có mua lại ủng hộ nha. Thấy chú thì khô. Đây, bèo lựa nha, như vậy là 60 ngàn một ký nha. Mua về chế cháo đồ.
hơi nè, có những bình mini đó đó. Phan pin. Máy bơm chìm. Tí 60.000 nha mọi người. Con lựa, con lựa. Ở đây bán ký. Chẳng có mấy con máy gì ta, đi vô đó thôi. Này gì đây không biết nữa nè. À, mọi người coi nha. À, anh em nào biết thì coi nha, mình quay thôi. Đóng rồi luôn. Có bình xịt thuốc nha mọi người. Bình nhật luôn, mất hết rồi. Xô nha. Cứng nè mọi người ơi. Còn được nè. Như ta chi, còn cái sơn luôn đó nè. Con này là bao sống. Thì con này khả năng sống nó là nó nói như 99% á. Thằng đạn mà im rượu luôn á. Dây luôn. Thì ta chi. Con này còn than luôn nè mọi người. Quay còn đang chịch luôn nè. Đây, đây con còn cắt Ruby. Này, bãi này đồ ngon, đồ im nhiều lắm nha. Hitachi.
380 quá, mấy ngàn vòng. Mấy con bơm chìm bị ship không? Mũ nè. Nằm trên vậy thì chắc là thao lửa hết rồi. Hư cái rõ rồi mọi người. Ôi nặng ghê kìa. Hả? Mới lạnh hả? Giống hút chân không quá ha. Ô đồ nó nhìn nó lạ lạ không. Hơi luôn nè mọi người ơi. Cái này xài hơi nè. Dữ ta. Độc lạ nè anh. Hơi à. Đúng một đồ Nhật thiệt à. Ngồi đồng cối đá. Không à. Quay và kiếm cho mọi người tham khảo nha. Rồi bye bye chào mọi người.